Thì ra là ở cùng Thê Giang. Cháu không bị thương chứ? Vâng, cháu không sao ạ. Sao lại đáng yêu thế này nhỉ? Cháu tên là Thê Giang à? Cô tên là Bông Sơn Hoa. Cháu cảm ơn cô đã mời cháu đến đây. Cháu rất vui. Cháu cảm ơn chủ tịch và mọi người trong nhà. Sơn Hoa là ân nhân cứu mạng của cô. Không biết cô tiếp đón thế này có đạm bạc quá không? Không đâu ạ. Bữa tối rất ngon. Có lẽ sẽ thành ký ức cả đời này cháu không thể quên. Giờ biết nhà rồi thì đến chơi thường xuyên nhé. Vâng ạ. Cô Chê Kiêng, tôi đến chơi nữa được không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn cả nhà đã đón tiếp cháu. Hôm nào lại đến chơi nhé. Vâng ạ. Em có sao không? Thế này mà anh vẫn bảo không phải trò của Bông Sơn Hoa ư? Nói xem nào. Chính vì thế này nên em mới nhạy cảm. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy. Cô ta cứu Suheran từ lúc nào mà khiến bà ta mời về tận nhà. Anh cũng thấy rồi đúng không? Cô ta khiến em phát điên. Cô ấy đã cứu mẹ còn gì. Anh tin à? Anh tin theo những gì xảy ra trước mắt ư? Địa bàn hoạt động của Bông Sơn Hoa với Suheran giống nhau không? Lịch trùng khớp nhau đến thế sao? Chắc chắn cô ta cố tình tiếp cận rồi tỏ ý muốn đến nhà mình. Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cô ta làm là em lại bực mình. Phải trừng trị cô ta thế nào thì mới hả dạ đây. Sao giờ này còn chưa về? Cô đi đâu mà về muộn thế này? Đường ban đêm nguy hiểm lắm. Thế còn anh? Sao anh chưa về? Ở đây làm gì? À, thì tôi đang chờ để gặp cô Sơn Hoa. Gì cơ? Chờ tôi làm gì? Anh có chuyện gì cần nói với tôi à? À, thực ra thì... Có gì mà rạch ròi thế? Tôi muốn gặp cô Sơn Hoa. Phải rồi cả nhà. Tôi đến xem gia đình cá có khỏe không. Cả ngày nay tôi cứ chờ cô Sơn Hoa. Anh chờ tôi ư? À, thực ra là... Cả ngày hôm nay tôi chờ cô Sơn Hoa, mà sao một ngày dài quá? Nghe như là tỏ tình ý nhỉ? Anh đang trêu tôi đấy à? Tránh ra đi, tôi đang bận. Đúng là tỏ tình này. Sao mình lại thế nhỉ? Có thật là mình yêu cô ấy rồi không? Xe biết ơi, hôm nay mẹ... Buồn sang hiếc. Anh để xe biết đi như thế, vậy mà... Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Con mình thì anh ta chả quan tâm. Còn đồ của con anh ta thì cất giữ cẩn thận như thế này sao?
kẻ giết người. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Cô Sơn Hoa đừng mà. Phải rồi, Jun Jae-min. Đây không phải tình yêu đâu. Chỉ là thấy thương nên thường xuyên nghĩ tới và đau lòng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Phải thế chứ. Rõ thật là. Mẹ giấu gì thế? Giấu gì đâu mà giấu. Ôi mẹ ơi, đây là cái gì? Nhìn mà không biết à? Mẹ cháu sốt sắng vì tò mò về di vật bà cô con dâu để lại cho con bé. Cậu đúng là mỏng môi hay hớt. Đến chết khéo vẫn mở miệng. Phỉ phui cái mồm cậu. Sao mới sáng ta đã của người ta chết à? Ai bảo cậu cứ xen vào chuyện không nên xen. Cũng có những chuyện phải vờ như không biết chứ. Cuối cùng thì mẹ vẫn lấy di vật của bà về ư? Thế thì phải trả lại cho chị Sơn Hoa chứ, sao mẹ lại mở ra? Thì mẹ tò mò muốn biết bên trong có gì. Mẹ định xem xong thì sẽ trả lại. Vậy để con đưa cho chị Sơn Hoa. Đừng có nói gì đấy. Để mẹ trả. Ôi chào anh. Xem kìa, lại đi hóng gió rồi. Lần này lại gặp ai nữa đây? Bác định đi đâu ạ? Ừ, thấy bảo có người giống Sơ Hiên nhà bác. Bác đi xem thế nào? Bác ơi, dù sao bác cũng nên xét nghiệm ADN rồi hẵng gặp. Nhỡ không phải như lần trước thì bác lại đổ bệnh. Không đâu, bác không sao. Giờ thì bác vững vàng lắm rồi. Cháu mong là lần này bác tìm được. Cậu cười mỉa đấy à? Đâu có, cậu đã đuổi con dâu đi rồi, sao còn giữ đồ của con bé? Đúng là tham lam, tham lam. Ai mà cản nổi lòng tham đó cơ chứ? Thấy bảo là di vật nên cậu đoán trong đó có tiền à? Này, cậu nói hơi quá đáng rồi đấy. Cậu thử nói thật xem. Cậu cũng tò mò muốn biết trong này có gì đúng không? Cậu tưởng mình là cậu chắc. Tò mò làm gì? Liên quan gì đến mình? Trong lòng tò mò lại còn vờ vịt. Xem ra cậu đang mơ trong đó có vàng hay giấy tờ bất động sản để cậu được hưởng sái. Tỉnh mộng đi. Phải rồi. Bất động sản. Đúng rồi. Nghe như có vàng thật. Này, có khi bà già để lại cả ngọn núi xây mộ tổ cũng nên. Mở thế nào nhỉ?
bị khóa nên lại càng muốn mở ra. Tò mò quá, tò mò quá. Chìa khóa đó là của bà để lại ư? Vâng. Nhưng em không biết dùng để mở cái gì. Công nhận trông có vẻ cũ quá rồi. Hồi bà còn sống, em cũng chưa bao giờ thấy bà mở cái gì bằng chìa này. Thế à? Lạ thật. Rốt cuộc là chìa khóa của cái gì nhỉ? Hay là bà gửi ai chăng? Cũng có thể nhỉ. Biết đâu là đúng, cứ thử tìm xem. Chìa khóa đó không thường đâu. Vâng. Sang Mi, chị, thư điện tử mà chị gửi cho em ấy, thư làm sao? Thư đó bị nhiễm virus. Virus ư? Không lẽ chị cố tình làm thế với em sao? Chị không hiểu em nói gì. Chị đang bận làm việc. Vâng, thôi chị làm việc đi. Không lý nào chị Sơn Hoa lại cố tình gài virus vào máy mình. Chị ấy không biết gì về tin học.